Hello, chào các bạn quay trở lại với kênh Đăng Quân Pham Lê Cuộc Sống Mỹ. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ về cái kinh nghiệm mà khi mà mình mua đồ trên online các bạn. Khoảng 2 tuần trước mình có một cái trường hợp là mình mua đồ trên online. Đang lướt ở trên online coi có cái món đồ nào mà mình cần mà cái giá nó tốt hay không. Thì mình vô tình mình thấy được một cái anh người Mỹ. Thì ảnh bán cái máy nguyên một bộ đó với giá 1.000 đô. Một cái con Sony ZV-1, một cái gimbal dành cho máy ảnh. Với lại một cái microphone đây. Đó cái hiệu này nè các bạn, không biết các bạn thấy không? Đó. Đó cái hiệu. À, hiệu này là Saramonic. Đó, Bling 500. Đó. Và những cái phụ kiện khác thì mình tính sơ sơ nếu mà cái giá mới á thì nó phải trên 1.200 đô. Thì cái giá cũ tất nhiên là sẽ giảm rồi. Đó thì mình thấy ảnh bán với giá 1.000 đô chưa trả giá gì hết, mình vô mình trả giá 500 đô. Đó tại vì mình thấy cái máy ảnh Sony ZV-1 mà mới, mà không phải mới mà là hàng sử dụng rồi á, mà còn đẹp á, thì bây giờ thị trường đang bán khoảng 550-600 đô. Đó thì mình trả giá 500 đô coi ảnh bán không. Cái mình thấy ảnh chịu trả lời, tại nhiều người mình khi mà mình trả giá người ta không có trả lời là người ta biết là ơi không được rồi đó. Còn anh này ảnh trả lời, khi mà ảnh trả lời lại thì mình thấy anh này ảnh cũng có ý định bán đó. Xong rồi cái ảnh nói không được, cái mình nói ok vậy bây giờ 600 đô đi, tao mua hết của mày luôn. Đó cái ảnh anh chịu các bạn, cái ảnh chịu, cái ảnh bán cho mình. Đó thì các bạn biết rồi, mình đang sử dụng cái dịch vụ là Offer Up. Đó thì mình sử dụng cái trang web đó, thì cái trang web đó thì khi mà mình mua một cái món đồ nào đó thì người ta sẽ giống như là ta sẽ cho mình 2 ngày, trong vòng 2 ngày để mình hoàn trả lại cái món đồ đó nếu như mình không thích. Cái bộ combo máy ảnh của anh đó là khoảng 600 đô. Đó, nhưng mà cái ngày á, mà ảnh cái ngày ship tới cái nhà của mình á, thì không biết cái nhân viên của cái bưu điện á, thì người ta có quên hay không, người ta có gửi nhầm cái nhà người khác hay không. Nhưng mà khi mà mình coi trong nhà mình á, trước cửa nhà mình á, thì mình không thấy món đồ nào hết. Mà ở trên bưu điện người ta nói là đã gửi rồi. Mình chạy lên bưu điện và mình kiểm tra là sao không thấy cái món đồ của mình. Đó thì bưu điện mới kêu mình để lại số điện thoại lại, thì khoảng 2 ngày sau thì có một người nào đó đã gửi cái món đồ đó lại cho nhà mình và mình đã mở ra. Đó thì khi mà mở ra thì mình rất là ngạc nhiên các bạn, máy móc còn mới đẹp, không có chày chụa nhiều. Cũng có, tất nhiên các bạn biết rồi, hàng sử dụng cũ sẽ có chày chụa. Đó nè các bạn, đây là cái gói hàng mà mình mất cả tuần nay mà mình chờ, mà ngày nào mình cũng trông ngóng hết á. Đó, đây nè. Đó thì bây giờ mình sẽ mở cái gói hàng này ra nha. Đó các bạn thấy không? Thì khi mà mình mở cái hộp này ra đó, người ta cuốn rất là chặt nên mình không có mở được, mình phải dùng một con dao để mở. Đây nè các bạn. Đó. Đó, cái thùng mà cái người bán cho mình nè. Đó các bạn thấy không? Thì mình chờ cái món đồ này á, từ một tuần trước rồi, mình order một tuần trước. Thì cái món đồ này á, thì mình mua online. Đó, cái người bán cho mình á, bán đây là một con Sony. Đó, hiệu ZV-1, mình sẽ review cho các bạn sau. Đó. Mình chờ cả tuần ngay rồi, nhưng mà ở trên bưu điện á, người ta nói là người ta đã gửi cho mình. Nhưng mà mình kiểm tra ở nhà mình á, thì lại không thấy. Đó mình rất là hoang mang. Đó. Còn đây, đây là một cái gimbal. Đó. Cái gimbal. Tại mình đang đi làm á các bạn. Đó mình thì mình thấy có người gửi về cho mình chạy tức tốc về luôn. Đây. Nên mình mở ra cho các bạn xem. Đó. Thì trong cái hộp này á nó sẽ có thêm, đó là cái mic không dây. Mic không dây hiệu Saramonic. Đó. Còn gì nữa không? Cái này thì cái tripod thôi. Cái tripod mà để mình cắm cái máy lên. Đó, tripod để mình cắm cái máy lên. Đáng lý ra là mình định làm một cái bài, một cái video á, nó đầy đủ hơn, ngồi trong phòng rồi mở hộp từng món từng món. Nhưng mà mình chờ cả một tuần nay rồi, rất là hoang mang. Trong hộp này có gì mình không biết, chút mình mở ra sao. Thì có một cái sạc pin. Sạc pin thì trong đây nó sẽ có pin. Trong đây
Rồi, có tai nghe, có cái mic cho hai cái mic nhỏ này đó, để mình mở trong đây có cái gì trong đây ha, màu đen hết luôn các bạn đó. Các bạn nhìn tổng thể chung là có con camera này đó, cũng còn keng lắm, tại vì cái người bán này nói nha, người ta mua chỉ xài được có khoảng 5 lần thôi, người ta có một cái case case bằng sắt, ta cover lại hết. À, trong đây thì chắc là dây cáp thôi các bạn. Đây, à dây dây cáp với lại người ta cho thêm một cái mic shotgun nữa. Cái mic để mình thu âm. Đó cái lồng. Đó, ok các bạn, thì những cái thứ này tất cả những cái món ở đây đều là một người bán cho mình hết, thì người ta bán cho mình với giá là 600 đô. Đó. Đây mình sẽ phân tích tại sao lại mình mua cũ mà lại 600 đô giá cao như vậy. Đó thì nội một cái con camera Sony ZV-1 này như vậy thôi nè. Tình trạng mà nếu mà mới đó thì người ta sẽ bán với cái giá là 750. Nếu mà mua mới một cái máy này không nè, chưa có cái khung mà cái khung sắt bên hông như nè, đó là đã là 750 rồi. Đó, mà mình mua nguyên cái đống này luôn 600, thì cái này là gimbal là để gắn vô cái máy này để mình quay các bạn, mình cầm mình quay vậy nè. Đó thì con này thì cũng là 200 đô nếu mà mua mới, nhưng mà các bạn thấy không, đó nó không có chạy xước gì nhiều hết á đó. Tại vì á mình để ý á, khi mà mình mua những cái đồ cũ trên mạng của người Mỹ á, thì người ta mình không biết sao người ta xài đồ rất là kỹ, hầu như là một, nếu như á một á là người ta xài đồ tan nát, hai á là người ta xài đồ cực kỳ kỹ, chứ không có cái dạng như là xài nó còn 80% đâu, một là nát hẳn luôn, còn khoảng 50-40% mới, còn không á là khoảng 98% trở lên đó. Thì đây nè, những cái đồ này nè sẽ phục vụ cho những cái video tiếp theo của mình. Này là âm thanh để mình kẹp vô cái máy rồi, hai cái này là hai cái mic cho hai người nói luôn. Thì cái bộ mic này á thì cũng là 100 mấy, gần 200 đô đó. Nếu như mà bạn mua hết những cái món này á thì mình nghĩ không có dưới là 1.000 đô đâu đó. Tại vì á, khi mà cái người này đăng trên trang trên mạng á thì người ta để là 1.000 đô, mà mình trả giá một hồi còn 600 đô thôi, thấy ghê không? Bạn thấy mình trả giá ghê không đó.